Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một nhóm gồm 7 đối tượng chuyên cho người dân vay tiền với lãi suất cao lên đến 695% một năm. Nhóm đối tượng này gồm Nguyễn Doãn Hoàng, 27 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Hữu Đạt, 23 tuổi; Lê Văn Tiến, 20 tuổi; Đoàn Thế Hùng, 24 tuổi; Ngô Văn Tú, 24 tuổi; Nguyễn Văn Công, 22 tuổi và Lê Hữu Quyết, 24 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, sau khi người dân cần vay tiền, liên hệ đến số điện thoại in trên tờ quảng cáo thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản. Thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ thì các đối tượng mới cho vay. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt, 7 đối tượng này đã cho gần 100 người ở tỉnh Đắk Lắk vay trên 1 tỷ đồng, với lãi suất cắt cổ từ 365% đến 695% một năm, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Trước đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt đối tượng Hồ Thị Thanh Nhi, 36 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, cầm đầu đường dây ghi lô đề quy mô lớn, mỗi tháng giao dịch trên 10 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.